chẳng phải tàn sự thoáng trong mình tim rung động với những yêu thương khi em lật lại từ một bờ vai em ấy ấm áp lúc em buồn hay bước tới khi tìm muốn hạnh phúc chẳng hề lối bước cứ cố gắng mãi cũng chẳng xảy ra được chuyện của mình sẽ đúng hay là sai. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Huỳnh, đây là sáng tác trong bộ phim Càng Khó Càng Yêu của TVB, sứ đồ hành giả của TVB, và Bảo Thi không có định hát nhạc ngoài lời Việt nữa, nhưng mà do khi mà anh Nguyễn Huỳnh Linh gửi cái lyric này cho chị á, thì chị cảm thấy rất là xúc động, và chị quyết định là sẽ hát ca khúc này, không những vậy còn quay clip để dành tặng cho quý vị khán giả, và đặc biệt nhất là cho FC của mình, tại vì chị biết là tụi em đợi chị cũng rất là lâu rồi. Nhưng bây giờ tụi em hãy yên tâm là chị sẽ công kích liên tục, và chị có sức khỏe để công kích hay không thì các em nhớ ủng hộ chị nha.